Chính chủ cần bán nhà xây mới 100%, xây phân lô tại khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội. Nhà được xây mới và được thiết kế là bao gồm 5 tầng. Mỗi tầng sẽ có một phòng ngủ chính và một phòng vệ sinh. Đây là tôi đang đứng ở phía trước của căn nhà đây. Chúng ta có thể thấy là toàn bộ hệ thống gạch ốp nát ở phía trước là sử dụng gạch granite cao cấp. Cửa của chúng ta là sử dụng là cửa hai lớp. Cửa chính là sẽ là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện và bên trong là cửa gỗ lim Nam Phi. Còn cái cửa sổ nhỏ để lấy ánh sáng và không khí nó sử dụng là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Sau đây tôi sẽ giới thiệu cho mọi người chi tiết từng phòng, từng tầng của ngôi nhà. Đây là hiện tại tôi đang đứng ở phía trong tầng 1 thì chúng ta có thể thấy là diện tích ở trong tầng 1 là được thiết kế rất là hợp lý. Chúng ta sẽ có một khu bếp ở phía bên trong. Đây là khu bếp. Sử dụng là tủ bếp là bằng gỗ lim Nam Phi, có kính để ốp bếp rất là sang trọng, hệ thống vòi và chậu rửa là sử dụng là bằng inox 304 và là nhập khẩu Hàn Quốc. Ở phía bên ngoài phòng khách đây chúng ta có thể thấy là toàn bộ hệ thống trần là sử dụng là trần thạch cao kết hợp với đèn LED. Từ bên trong chúng ta nhìn ra là ngôi nhà rất là thoáng, rất là rộng. Toàn bộ gạch ốp lát là sử dụng là gạch granite 60-60. Ở tầng 1 của chúng ta là sẽ có thêm một nhà vệ sinh phụ đây. Đây nhà vệ sinh. Sử dụng là cửa bằng nhôm hệ Việt Pháp. Bên trong là sẽ có bồn cầu. Đấy. Và một cái bơm nước tổng để bơm nước lên sử dụng cho toàn bộ ngôi nhà. Tiếp theo là tôi sẽ giới thiệu cho mọi người lên phía bên trên tầng 2 của ngôi nhà. Thì chúng ta đang đứng ở đây là đứng ở cầu thang để đi lên của tầng 2. Mọi người có thể thấy là toàn bộ hệ thống tay vịn là sử dụng là bằng gỗ lim Nam Phi. Mặt bậc và cổ bậc của cầu thang là sử dụng là bằng gạch granite cao cấp. Ở trên tầng 2 của chúng tôi là sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng ngủ chính và một phòng vệ sinh. Đây mọi người có thể thấy luôn là phòng ngủ được thiết kế rất là rộng, có hướng ban công mở ra bên ngoài nên ánh sáng và không khí. Cho nên là trong căn phòng là lúc nào cũng đầy đủ ánh sáng và không khí. Đây chúng ta sẽ có một ban công để ra bên ngoài đây. Đấy mọi người sẽ có ban công này để chúng ta có thể là ra ngoài chơi hoặc là ngồi kê bàn trà để uống nước trà. Đây là chúng ta thấy là toàn bộ phòng này, phòng rất là rộng. Có cửa thông phòng được thiết kế là bằng cửa gỗ lim Nam Phi. Hệ thống trần là cũng sử dụng là trần thạch cao kết hợp với lại đèn LED. Gạch ốp lát là sử dụng là gạch vân gỗ. Cho nên là cảm giác khi vào ngôi nhà nó rất là ấm cúng và sang trọng. Tầng 2 thì sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng vệ sinh. Toàn bộ hệ thống bệt và lavabo đều là hàng nhập khẩu. Sử dụng là sen vòi nhập khẩu Hàn Quốc. Cửa thông phòng, cửa của ngăn nhà vệ sinh là sử dụng là bằng cửa nhôm hệ Việt Pháp. Tiếp theo là tôi mời mọi người đến tham quan ở phía bên trên tầng 3. Thì tầng 3 là sẽ có thiết kế là tầng 3 và tầng 4 là sẽ có thiết kế là tương tự như tầng 2. Để chúng ta sẽ có một phòng chính. Một phòng chính, đấy có cửa sổ mở ra phía bên ngoài. Rất là rộng. Và một phòng vệ sinh. Tiếp theo đây là lên tầng 4. Đấy, tầng 4 và tầng 3 sẽ có thiết kế tương tự là như nhau 100%. Phòng vệ sinh rất là rộng, chúng ta sẽ có cửa để mở ra phía bên ngoài ô thoáng để lấy ánh sáng và không khí. Tiếp theo là mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 5. Chúng ta có thể thấy là ngôi nhà được thiết kế là sẽ có một cái giếng rời ở thẳng ở cầu thang xuống lấy ánh sáng và không khí cho cả ngôi nhà. Rất là hợp, rất là hiện đại. Tầng 5 của chúng ta sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng thờ. Đây là phòng thờ. Đấy có cửa sổ để mở ra, cửa sổ và cửa chính để mở ra ngoài phía sân phơi. Đấy, toàn bộ hệ thống sân phơi được lát bằng gạch sỏi vân đá rất là sạch và đẹp. Hệ thống trần là đều đã được là lợp bằng tấm nhựa lấy sáng và được quay lại rất là an toàn và chắc chắn.
Đấy, đây là cửa thông thoáng vào. Và chúng ta có thể thấy là xung quanh là rất là nhiều những khu nhà cao tầng. Đấy, đấy đầy đủ tiện ích cho tất cả mọi người. Gần trường học, gần bệnh viện, gần ủy ban, gần chợ. Tầng 5 là sẽ có thêm một cái khu là chúng ta để máy giặt, để giặt đồ nữa. Đấy. Tất cả đồ nội thất cơ bản trong ngôi nhà là chúng tôi đã hoàn thiện 100%. Mọi người có nhu cầu thì có thể là chuyển đồ về ở luôn. Tôi vừa giới thiệu cho tất cả mọi người là căn nhà được xây dựng 5 tầng mới 100% tại khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội. Có diện tích là 33m², có hướng là hướng chính bắc. Đang được chúng tôi chào bán với giá là 2.950.000.000. Mọi người có nhu cầu cần xem nhà hoặc tư vấn thêm xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người nhớ ấn like và đăng ký kênh YouTube để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu về nhà và các bất động sản cần bán khác. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của chúng tôi.